Alo, vâng, trận đấu thứ tư trong series đầu tiên đã được bắt đầu rồi. Bên thì đối phương là một Miwan và một IA. Và đây là Egypt của lô 1. Sang là của BB. Tôi xem sang đi, xem sang. Ôi giời. Ôi giời. Sang Egypt đối đầu với Miwan và IA, và mỗi một cái bài sang giàu như này, liệu sang có khả năng cân đôi luôn hay không? Rồi còn vào ghế từ từ tí NS cũng được, không sao cả. Lẽ ra BB phải có con voi gần phía trước đã, tránh việc dân bị trứng lại mất chục giây như thế này. Ui giời, hiệu voi, bốn voi. Bốn voi quả phụ hiệu, một bài mắc binh dành cho sang. Đừng dò nữa, đừng bao giờ đi dò nữa. Cho đối phương nhìn thấy mà sợ. Không cần dò nữa làm gì cả. Đánh như nhớ map. Đánh bây giờ đánh làm sao để không tăng được chỉ số giò nữa mới là giỏi. Bài sang mắc binh quá. Bốn voi, hiêu quả phụ, tôi không cần biết bầy hiêu đó là mấy con. Không cần biết luôn. Thậm chí tí nữa chắc gì đã ăn. Tí nữa chắc là đá một hai con về thôi. Bằng bảy hiệu nữa, đá thế nó còn rất to. Hai mươi một dân, 6 phút 10 giây, kích đời. Nếu như bài đội bạn mà nghèo hay là quả đầu xấu hay gì vớ vẩn, cái thời điểm mà BB đẩy con ngựa giò công giáp của mình đi thì đối phương chắc vẫn đang bập bùng, đang đốt lửa sưởi ấm. Rồi một bài mà giò không biết là bị nhảy lên 8% chưa, lúc nãy là 7%. Rồi lại tự bây giờ bắt đầu tăng chỉ số giò phút thứ 7. Đối phương sẽ nghĩ rằng BB là người đang đi đánh lô. Gỗ đủ rồi, thịt sắp đủ. Một bài trong 8 của BB. 8 bao nhiêu? 8 bao nhiêu? 8 30 hay là 8 35 gì đấy. Rồi 839. 8 39. Cho là mát. Vâng, đánh đúng kiểu như thời đỉnh cao của tôi ngày xưa. Chỉ số giò bắt đầu tăng mạnh. Màu 3 là người cùng cánh của BB. Và chúng ta cùng theo dõi xem Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai Nhi anh sẽ đỡ BB kiểu gì khi mà anh không phải là tôi. Ô cũng có giò này. Cứng đây. Hãy
Vâng, bài bảo mình nhìn rất giàu ấy. Nhưng đen cho anh này anh gặp sen. Năm dân sẽ ăn được 5 dân. 1p. Tiếp theo là bãi vàng. 6 dân rồi. Con giò của Bibi đang ăn được 6 dân của Hoàng Minh Nhi. Ra. Lên 3 rồi. Sóc. Lật đà P. Đánh xe. Vâng, đánh đúng phong cách của bình luận viên. Bài Ya đang mất rất nhiều dân. Tái 7-8 dân thì gì đó. Bây giờ thì mang hết dân đi làm bãi quả. Khi mà đã dân đã có bánh xe rồi. Bibi là người chưa chết dân. À đây, đây là Miwan của VNLOV. Nhận thấy Hoàng Minh Nhi là một bài lên đời sớm đột biến nên VNLOV quyết định đánh cung. Hơi đáng tiếc cho Hoàng Minh Nhi khi mà anh phải đối đầu với Sen. Nếu không phải là Sen thì chưa biết thế nào đâu. Mang P ra để đứng rình và thủ lại cái bãi hoang cho mình. Đây. Tôi vừa mới chỉ đấy. À. Sao lại chạy ra nhỉ? Dường như Hoàng Minh Nhi cũng đã phát hiện ra rồi. Mà không chơi được vào bãi gỗ thì ta chơi bãi vàng. Bãi vàng với việc phải bò bế như thế kia đang không, hiện tại Hoàng Minh Nhi đang không bò được. Bãi vàng không bò được. Không bò được bãi vàng thì lấy đâu ra đồ mà bơm. Màn hình máy của lô 1. 29/80. Hoàng Minh Nhi đang cố gắng. Hoàng Nhi vẫn đang ăn hoang được cái gì đó đâu đấy. Hoàng Nhi hiện tại thì cũng chỉ là người đang cố gắng gây sức ép lên để giảm áp lực, gây sức ép lên lô 1 để giảm áp lực cho bên lớp thôi. Rồi. Ba mươi tám của Bibi. Bây giờ thì khỏe lên. Nếu như Miwan đã tụ được cung thì phải khỏe. Bây giờ thì Bibi phải là người khỏe lên. Hoàng Nhi ăn hoang được một cái gì đó vẫn đang còn chém. Màn hình máy của lô 1 42 đang đục, cố gắng đục vào nhà của VNLOV một tên. VNLOV đang ra bắt quân. Với liệu lô 1 anh có chạy được tên này hay không? Chỗ này không có đường ra. Đảo. Okay.
Bắt đầu quân ở 3 giờ này trước, BB đâu? Chân này ốp A luôn. Đẩy quân nữa lên lô 1. Lô 1 chỉ bắn nhau với quân ở ngoài thôi để BB ở trong ăn dân. Bây giờ thì về lớp là người sẽ không ra đều luôn công hàm của mình nữa. Màn hình máy của lô 1 đi. 50. Cây AL phải đi Miwan, đừng cho Miwan tụ cung. Đừng đi. Cứ đi Miwan thôi. IA muốn thắng, muốn giành chiến thắng, IA phải sang cứu. Cứ ở đây thôi. IA đang có ruộng ở đâu đó. Bây thì có một cái mối nguy hiểm, đó là IA. IA thì đang lở ra. Để bắt hết được những con chém IA này á. Bên lớp sau tuần vừa rồi đã rất yếu rồi, bị vậy. Và trận chiều này Hoàng Minh Nhì của lớp đánh quá hay. Trận thiếu này nếu như Seng không phải là một bài kích 8 thì theo tôi là bên phía BB lô 1 còn thua từ lâu rồi cơ. BB thông báo màu 3 Yamato đã chết hẳn rồi. Dường như là ăn được rất nhiều dân của Hoàng Nhi ở đâu đó. Đây rồi. Thằng này bên mình vẫn đang đè. Đây một pha lọt vào hiệu quả của Hoàng Minh Nhi.
bản đồ rất nhiều đồ ăn hoang luôn. Đây là một cái bản đồ giàu đồ, nhiều đồ. Vâng, cái bài này mà không phải là Hoàng Nhi yếu lúc đầu chắc là một bài cân hai của Gia mất. Hai kích đấy. Thời điểm này, thời điểm bên lớp đã lở lại được rồi, khỏe trở lại rồi. 28 UV vẫn bị Hoàng Minh Nhi móc máy. Và Hoàng Minh Nhi rất nhiều đồ ăn hoang để trên 12 giờ, quá nhiều đồ ăn. Đổi nhà luôn. Cố rồi, không đổi được thì thua. Oh!
Yes.